Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay, thứ tư ngày 10 tháng 1 năm 2024. Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Năm 2023, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu xây dựng trình Bộ Chính trị Ban Bí thư 7 đề án lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là về kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Ban Nội chính cấp tỉnh tham mưu cấp ủy chỉ đạo nhiều vụ việc phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự, tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan chức năng ở địa phương khởi tố mới hơn 760 vụ án với hơn 2.000 bị can về tham nhũng, tăng gần 2 lần so với năm 2022. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nội chính Đảng năm 2024 là tham mưu, chỉ đạo và khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 4.100 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Qua đó giúp gần 22.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, giúp trên 5.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ tại việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho trên 7.500 lao động, giúp hơn 3.400 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập, hỗ trợ xây dựng, cải tạo trên 20.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giúp 210 hộ gia đình có nhà ở ổn định. Trong quý 1 năm 2024, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, giúp người dân nắm bắt kịp thời các chương trình tín dụng, chính sách xã hội. Lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh tế trong năm 2023 đạt khoảng 8,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm trước đó. Nguyên nhân lượng kiều hối đổ về thành phố tăng mạnh trong năm nay, do nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, các ngành nghề đều gặp phải sự sụt giảm nghiêm trọng về doanh thu. Nhằm thúc đẩy sự hồi phục kinh tế, một số nước đã bắt đầu tháo gỡ các biện pháp thắt chặt về xuất nhập cảnh, các chính sách về y tế cũng dần được nới giãn. Điều này đã giúp cho lượng người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tăng lên. Đồng thời, dù kiều bào gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, song vẫn quan tâm hướng về quê hương, hỗ trợ giúp đỡ thân nhân và gia đình. Sau thời gian ngắn đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu nghĩa trang mới để di rời các phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 4. Những ngày qua, công tác di chuyển mộ tại hai xã Mễ Sở và Vĩnh Khúc diễn ra khẩn trương để đảm bảo tiến độ đề ra. Xã Mễ Sở đã di chuyển được 662 trên 838 ngôi mộ về khu nghĩa trang mới đạt tỷ lệ gần 79%. Tại xã Vĩnh Khúc, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cũng như sự chủ động chia sẻ của nhân dân địa phương, công tác di rời các phần mộ diễn ra thuận lợi, được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Xã Vĩnh Khúc có 1.318 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để làm đường vành đai 4. Trong quá trình di chuyển, phát hiện thêm gần 300 ngôi mộ vô danh. Đến nay, xã Vĩnh Khúc đã di chuyển được tổng số trên 1.600 ngôi mộ. Hai xã phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn khoảng 10 ngày. Huyện Văn Giang có 2.386 ngôi mộ cần di chuyển. Trong đó, xã Thắng Lợi đã hoàn thành di chuyển ngay từ đầu tháng 12 năm 2023. Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 3 tổng kết cuộc thi năm 2023, phát động cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên năm 2024. Trong đó, cuộc thi lần thứ 3 có 112 hồ sơ, các mô hình, sản phẩm tham gia ở 5 lĩnh vực, tăng gần 10 đề tài. Một số địa phương có số lượng hồ sơ tham gia lớn như huyện Văn Lâm, Phù Cử, Văn Giang, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Kết quả chấm thi có 8 giải nhì, 17 giải ba, 56 giải khuyến khích, không có giải nhất. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc thi được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ân Thi tổ chức xét nghiệm HIV cho nam thanh niên đã được lựa chọn qua các bước sơ khám tuyển từ 21 xã thị trấn. Đến trưa ngày hôm nay, có gần 200 trên 245 thanh niên lên khám đạt 80% kế hoạch.
Các đơn vị thực hiện tốt công tác này là thị trấn Ân Thi, Hồng Quang, Quảng Lãng, Đặng Lễ, Hồ Tùng Mậu và Xuân Trúc. Tuy nhiên còn một số đơn vị chưa thực hiện tốt lệnh khám, số thanh niên lên xét nghiệm đạt thấp như Hạ Lễ, Đa Lộc, Tiền Phong. Để bảo đảm số lượng và chất lượng nguồn quân, đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã tiếp tục đôn đốc các gia đình có con em trong diện khám tuyển tiếp tục lên khám xét nghiệm bổ sung trong những ngày tới. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2024, cơ quan này sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực để tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đa dạng, hiệu quả và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh. Trong năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã hoàn thành kiểm tra đối với 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp, xử phạt hành chính đối với 6 doanh nghiệp và một người tham gia vi phạm với tổng số tiền phạt 1 tỷ 290 triệu đồng. Tiếp nhận và xử lý trên 140 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cơ quan này đã xem xét 8 hồ sơ vụ việc cạnh tranh và xác minh đánh giá 29 vụ việc tiền tố tụng có dấu hiệu hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trong đó chủ động phát hiện và xác minh 11 vụ việc có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh và 18 phản ánh về vụ việc có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Chương trình sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm thứ Ba vừa qua, Nigeria đã tiêu hủy 2,5 tấn ngà bị thu giữ khi nước này nỗ lực bảo vệ quần thể voi đang suy giảm của mình khỏi những kẻ buôn bán động vật hoang dã. Những chiếc ngà voi có giá trị tương đương hơn 11 triệu đô la Mỹ đã bị nghiền nát tại thủ đô Abuja. Đại diện Tây Phi của Quỹ Châu Phi Hoang dã cho biết số ngà voi này đã được tích trữ trong nhiều năm. Trong 3 thập kỷ qua, voi ở Nigeria đã giảm mạnh từ khoảng 1.500 con xuống còn dưới 400 con. Các nhà bảo tồn cho rằng nguyên nhân là do nạn săn trộm ngà voi, mất môi trường sống và xung đột giữa voi với người. Theo các chuyên gia và cơ quan thực thi pháp luật, Nigeria từng được coi là trung tâm của các băng đảng với các bộ phận động vật hoang dã châu Phi bất hợp pháp ở châu Á. Tuy nhiên, những nỗ lực chống buôn lậu đã được tăng cường trong những năm gần đây. Hàn Quốc thông qua luật cấm giết mổ và bán thịt chó có hiệu lực từ năm 2027, chấm dứt tập tục gây tranh cãi hàng thế kỷ khi ngày càng nhiều người ủng hộ quyền động vật. Dự luật do Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền đề xuất đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 19 tháng 1 với 208 phiếu thuận và không có phiếu chống. Theo luật mới, việc nuôi hoặc giết mổ chó để lấy thịt, cũng như phân phối hoặc bán thịt chó sẽ bị cấm. Người giết mổ chó sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền 30 triệu won, tương đương khoảng 22.800 đô la Mỹ. Người nuôi chó để lấy thịt hoặc phân phối có thể đối mặt với mức án tối đa 2 năm tù hoặc phạt tiền 20 triệu won, tương đương 15.200 đô la Mỹ. Luật sẽ có hiệu lực từ năm 2027 để những người buôn bán thịt chó có thời gian chuẩn bị. Trong 3 năm tới, nhà nước và chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tài chính cho người buôn bán để họ có thể đóng cửa hoạt động và chuyển sang nghề khác. Hàng trăm tình nguyện viên và người dân địa phương vừa qua đã chung tay làm sạch những bãi biển tại vùng Galicia miền Tây Bắc Tây Ban Nha sau khi hàng triệu hạt vi nhựa trôi dạt vào khu vực bờ biển gây quan ngại về môi trường. Hàng triệu hạt vi nhựa trôi dạt vào Tây Ban Nha đã rơi từ tàu Toconau đăng ký tại Liberia, ngoài khơi quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha trong tháng 12 vừa qua. Chính phủ Tây Ban Nha lo ngại khả năng những hậu quả nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định các tác động tiềm tàng cũng như đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đối với hoạt động đánh bắt cá. Năm 2023 là năm nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ bề mặt trái đất tăng ở mức gần với giới hạn 1,5 độ C. Kết luận trên được các cơ quan theo dõi khí hậu Liên minh châu Âu EU công bố ngày 9 tháng 1. Theo báo cáo của cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus, biến đổi khí hậu làm gia tăng các đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng trên khắp hành tinh, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng 1,48 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Không những thế, 2023 là năm có tất cả các ngày cao hơn 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và nhiệt độ năm 2023 có thể vượt quá nhiệt độ của bất kỳ giai đoạn nào trong ít nhất 100.000 năm qua. Theo các nhà khoa học, mức tăng nhiệt độ trong gần nửa năm 2023 đã vượt 1,5 độ C, mức giới hạn được đưa ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Nếu mức tăng nhiệt vượt quá giới hạn này, tác động của biến đổi khí hậu sẽ còn nghiêm trọng hơn. Năm 2023, thế giới đã chứng kiến các đám cháy rừng lớn ở Canada, hạn hán nghiêm trọng tại vùng sừng châu Phi hoặc Trung Đông, các đợt nắng nóng như thiêu đốt trong mùa hè ở châu Âu, Mỹ, Trung Quốc
và một mùa đông ấm áp chưa từng thấy ở Australia và Nam Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.